tên cha đi đưa. Truyền thông phòng khám cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý bà cô chú anh chị, phòng khám cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư trong tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2024. Tại cuộc họp này, các thầy thuốc và nhân viên đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn. Qua đó, cũng đã nghiêm túc cầu thị để kịp thời uốn nắn những mặt tồn tại, đồng thời phát huy những mặt tích cực nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Qua đó, các cá nhân tiêu biểu sẽ báo công đến cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Xin chào tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay thầy Thanh đang đứng trên cái tuyến đường phía trước của phòng khám, là chỗ đang được thi công tráng đường nhựa. Thì con đường này ngày trước là nhà nước, chính quyền đã bồi thường cho dân rồi. Và kế bên cái con đường là có một cái con kinh để dẫn nước ra vô những cái ruộng á. Cho nên là cái con kinh này nước chảy á, thường xuyên. Rồi vì nó sát cái mặt đường á, cho nên thì những cái bên cặp mé kinh á, thì mình trồng những cái cây. Ví dụ như là trồng cây chuối hoặc là trồng cỏ để giữ lại chân. Chứ nếu mà không có những cái cây này thì nó sẽ bị sạt lở xuống. Thì cái bề rộng của con đường đó là 3 mét, cho nên là phòng khám vận động quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, quý ân nhân để làm con đường bằng nhựa là 3 mét chạy dài, trên tuyến lộ này là 400 mét. Thì ngày trước cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã cùng với cô Kim Anh và chồng là bác sĩ Nguyễn A Ram đã làm con đường này, làm phần dưới của mặt đường là đà chải đá và làm đường chờ lúng. Năm đó là năm 2017. Thì khi đó cô với bác sĩ Nguyễn Aram cùng với cha mong muốn làm sao mà làm được cái con đường này để cho người dân, bà con trong ấp Dòng Lớn đi lại thuận tiện. Tại vì cái con đường này ngày xưa nó rất là gồ ghề, mà đặc biệt là mùa mưa nó rất là lầy, chạy trên tuyến đường này có chỗ cao chỗ thấp, mà nó chỉ có ở phía cái đường mà người ta thường xuyên chạy dưới giữa thì nó mòn, đường mòn thì ta dễ đi thôi, chứ hai bên là hai bên cỏ không à, nó rất là khó chạy, mà lỡ chạy trượt cái xe lên trên cỏ có thể là nó sẽ bị ngã xe. Thì hồi đó con cũng đã bị ngã một lần khi mà chở đi chợ á, đi mua rau củ quả rồi vô cho anh chị em với trong bếp nấu ăn cho cha đó. Thì chạy tới cái con đường này á, nó trơn trượt lắm, trời mưa nữa, rồi trượt xuống dưới bãi cỏ đó, thì nói chung là vất vả. Thì con thấy cái con đường này hồi trước là như vậy, rồi cha mới quyết tâm cho làm được cái con đường mà cha cũng mong muốn làm đường tráng nhựa hoặc là đường đan cũng được, nhưng mà tại vì hồi xưa nó là đường đất, nó đường này là ở dưới ruộng á, đắp lên nên thành thử ra là đường đi nó lầy lắm. Nên cha làm là phải làm đường chờ lúng trước, đổ đá trước, rồi một thời gian sau mới đổ nhựa được. Nhưng mà do cha mất nên thành thử ra cái con đường này tới nay chưa có thi công được. Nhưng mà tụi con cũng không nghĩ là tụi con làm. Tụi con cũng không nghĩ là tụi con sẽ cùng với Mạnh Thường Quân làm được cái con đường này. Tụi con phải lo cho mọi thứ trong phòng khám được diễn ra một cách tốt đẹp. Ví dụ như gạo, thuốc, thảo dược, rồi nước, rồi điện, kim châm, rồi các loại bông gòn đó. Nên thành thử ra là tụi con không có dám nghĩ tới cái chương trình này. Do bác Thuận và bác Công đã mong muốn được góp sức để làm tuyến đường này, cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân làm. Do đó là bác động viên tinh thần của các thầy để thực hiện cái con đường này.
nên do đó con cũng mạnh dạn mà kêu gọi cái kinh phí để làm cái tuyến đường này và tiếp nối được cái ý nguyện của cha. Hồi trước cha muốn làm nhưng mà cha chưa làm tường tráng nhựa được, thì hôm nay thì các mạnh thường quân đã chung tay góp sức làm được con đường này. Và khi đó tụi con cũng phải xin bên chính quyền địa phương, bởi vì mặc dù mình muốn làm, mình có thể mình có kinh phí làm, nhưng mà mình để mình làm được thì mình phải xin phép. Xin phép thì chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện, cũng như là nhà dân xung quanh cũng đồng tình ủng hộ để cho tuyến đường này có thể tráng nhựa được đó. Cho nên tụi con rất là vui mừng. Hôm nay con muốn chia sẻ một chút tâm sự để cho mọi người thấy được cái mong muốn mà phòng khám cũng như là mọi người chung tay góp sức để giúp cho các cô bác bệnh nhân giống như ông cụ đây nè, đi lại từ nhà trọ qua bên phòng khám được thuận lợi. Tại vì con rất là sợ trơn trượt, bởi vì tuyến đường mà gặp mấy bữa trời mưa nó rất là trơn mà đi đứng khó khăn đó, là như ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi những người ngồi xe lăn nữa, nên con thấy là việc làm này rất là thiết thực và cần thiết phải tiến hành sớm. Một lần nữa con xin thay mặt cho các thành viên trong phòng khám cũng như các thầy xin gửi lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc đến những mạnh thường quân, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm và quý ân nhân đã giúp đỡ cho chúng con thực hiện được con đường này theo cái ý nguyện của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường mong muốn ngày trước. Dạ, con xin được chân thành biết ơn ạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ được trị ung thư miễn phí. Vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui lớn với bà Ngô Thị Lành, một bệnh nhân 66 tuổi đến từ tỉnh Nghệ An, người vừa hoàn thành hành trình hỗ trợ điều trị ung thư tụy tại phòng khám của chúng tôi. Sau hơn 3 tháng nhận được hỗ trợ và chăm sóc tận tình, bà Ngô Thị Lành đã ổn định sức khỏe và trở về với gia đình trong niềm vui mừng khôn xiết. Bà Ngô Thị Lành cùng với người thân cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ tài chính và tình yêu thương không ngừng từ cộng đồng đã đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi kỳ diệu này. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ được trị ung thư miễn phí. Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy thuốc và nhân viên phòng khám, những người đã tận tâm chăm sóc và đồng hành cùng bà Ngô Thị Lành trong suốt thời gian hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Niềm tin và nghị lực của bà Ngô Thị Lành đã được đền đáp xứng đáng, thể hiện sức mạnh của niềm tin và sự kiên cường trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tự hào khi thấy sự hợp tác giữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các thầy thuốc, nhân viên phòng khám cùng với ý chí mạnh mẽ của bệnh nhân đã mang lại kết quả tích cực như mong đợi. Câu chuyện của bà Ngô Thị Lành không chỉ là minh chứng cho sự hiệu quả của các phương pháp hỗ trợ điều trị tại đây mà còn là nguồn động viên lớn lao cho tất cả chúng ta, nhắc nhở rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự kết hợp giữa tình người, lòng tin và sự nỗ lực không ngừng đều có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã góp sức vào hành trình này. Sự thành công của bà Ngô Thị Lành là niềm vui chung của toàn thể cộng đồng và là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và tình yêu thương trong cuộc sống. Xin trân trọng. Cô là Ngô Thị Lành đến từ Nghệ An vào. Cô xuất phát là bệnh là từ một năm rồi. Mà khi lúc mà cô phát bệnh thì cô được một tháng là họ biết là cô bị u tụy, là được một là cô đi vào thì cái ấy là cái u nó mới được một tháng rưỡi, một phân rưỡi thì họ cho cô mổ, nhưng mà cô có cả tiểu đường thì cô không mổ. Sau là cô có một người giới thiệu là đi ra mình có một ông thầy ở Vĩnh Phúc thì cô cũng ra ngoài kia là một tháng 17 ngày mà cái u nó lên là tới là 5 phân. Thế thì cô về ở bệnh viện ung bướu của Nghệ An thì cô
Chữa thì họ bảo là cho mổ, nhưng mà cô thì bảo là giờ mà mổ là khi ấy là 5 phân rồi. Thì cô lại đi ra ở bệnh viện quân y ở ngoài Hà Nội. Sau đi về thì họ bảo là cái u nó to rồi, không mổ được. Thì cô về họ cũng lấy cho cô là 2 liệu trình thuốc, vì cô uống là càng ngày nó cũng không đỡ. Sau cô đi về Nghệ An, u biếu Nghệ An thì họ bảo là mổ, mà cái lúc ấy thì cái u nó lên được 6 phân. Thì cô nói là họ bảo là nếu mà giờ là di căn nó ăn lên ở phổi rồi, mà giờ mà mổ thì cũng là nếu mà mổ ra mà không lấy được, cắt được cái tụy thì cũng chọc cái tinh khiết. Thì may lại thì cô nói là tiểu đường cô không mổ. Thì thầy bác sĩ cũng nói nếu mà cô mà mổ cũng nguy hiểm, thì thôi cô xin về. Xin về thì cô đi ra bệnh viện ca Tân Triều thì họ bảo là cho xạ trị. Nhưng mà khi ấy thì sức khỏe của cô nó yếu quá, thì cô ở được 2 ngày là cô xin về. Xin về thì cô cũng uống thuốc nam thì uống thuốc bắc, thì dần dần là cô ăn có 6 con cu mà nó lên 9 phân. 9 phân thì bắt đầu họ trả cô về, thì lúc ấy nó đau thì cô hội cũng vào bệnh viện thì hội cho là 2 viên thuốc giảm đau, 2 viên thuốc ăn thần vì đảm vì chi hộ truyền. Thì sau cô thấy là sức khỏe của cô là không có hy vọng nữa thì cô về thì ngày cuối cùng là cô vào viện u biếu là được 9 ngày. Thứ ba là cô về, mà thứ tư thì cô vào ở cha đấy. Và bây giờ là vừa được 2 tháng 25 ngày. Thì cô thấy là cái u của cô là dù là đi bệnh viện thì bác sĩ nói là cái u tụy là không có một cái gì nữa hết. Còn cái lượng máu thì 1.800, mà giờ nó cũng giảm còn được 200. Thì cô cũng là rất là mừng, thì cũng là cảm ơn đến rất trước lúc là bà thật đúng thương cha, mà giờ cha mất cũng không biết nói được nên lời. Thì cô cũng có cha thì trước nữa là có cha, sau nữa cũng có các thầy thì giúp đỡ bà, thì đỡ bà được khỏi bệnh. Cô cũng cảm ơn là Mạnh Thường Quân, thì các thầy các cô hỗ trợ trong phòng khám. Thì cũng là vừa qua thì vừa là cô cũng được châm cứu này, ngâm chân này, thì được bó. Thì bà rất là nhớ đến, là không biết lúc nào mà biết ơn của các thầy các cô giúp đỡ bà, mà bữa này có cái ngày hôm nay được ra viện thì bà tuyệt vời luôn. Thì cái đó là chị bà chúc các thầy Mạnh Thường Quân được mọi sự như ý, để có sức khỏe để chữa được người bệnh hồ đến sau. Thưa cô, qua quá trình mà trị bệnh ở đây, cô có thể bày tỏ tinh thần thái độ phục vụ các thầy như thế nào không? Thưa thầy, thì trong quá trình cô đi vào đây là được gần 3 tháng, thì bà thấy đúng tuyệt vời luôn. Từ là thầy Thanh đi vào, thầy đúng niềm nở. Từ thầy Tiến là khám, thầy bắt đầu vào thì thầy cũng hỏi thăm là bệnh của bà có khỏe không, thì bà thấy đúng tuyệt vời luôn. Đi vào đây vừa là được bệnh thôi, vừa là các thầy phục vụ đến nơi đến chốn, thì bác thì cô thấy là tuyệt vời, không bao giờ là quên được cái phòng khám, mà các thầy cũng thế. Thì giờ bà ra về thì bà cũng là xin số điện thoại của các thầy, thì sau này thì bà cũng điện đi lại với các thầy á. Rồi những ngày tới cô sẽ về nhà, vậy thì cô có tiếp tục giữ gìn những cái phác đồ hỗ trợ điều trị bệnh của các thầy dặn dò? Thưa thầy, cô là đúng cô đi về đó là cô đúng nghe lời của cha trước, là sau nữa là các thầy dặn dò, là bà đúng là không bao giờ bà quên được cái lời
dặn dò này, sau về bà cứ theo cái pháp đồ của cha, về các thầy dặn dò của bà đấy, thì để nữa là cái bệnh của bà nó càng ngày càng thôi, để nữa là sống về con cái. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Thank you.
trần gian đâu có chi mà tôi si mê quên cả ngày về. Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương. Trần gian như dòng sông, ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng. Trăm năm chỉ thoáng một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trên thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tình thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chôn phù hoa như là cơn gió thoáng qua mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Khói cuộc đời ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Ta nay rồi có một ngày suy tay nhắm mắt cũng như mọi người. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.